Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video. Hôm nay em lại quay chi tiết cho tất cả các bác những cái dòng sản phẩm hiện tại nhà em đang có ở đây. Bên em có giá từ 1 triệu đến 5 triệu mà không cần cọc. Cam kết với mọi người là hàng chính hãng, bảo hành 30 ngày 1 đổi một, bảo hành phần cứng toàn bộ máy cho tất cả các bác là 6 tháng. Ship toàn quốc các bác nha. À, Vivo Y93 em bán với giá là 1 triệu 500, 1 triệu 500 nghìn Vivo Y93 máy mới 100% các bác ạ và pin 4500 màn hình 6,45 inch RAM 6 và 128GB chứ không phải là những cái loại mà à, 16 hay là 32GB nha các bác nha hay là 64GB nhá người ta bán ở trên mạng người ta bán loại 16GB 32GB sau đó người ta quay những cái máy 128GB sau đó bắt các bác đặt cọc sau đó là người ta gửi những cái sản phẩm nó không đúng còn bên em bán cho tất cả các bác cứ kiểm hàng đúng những cái những cái video mà em quay em quảng cáo thì các bác nhận còn không đúng thì đừng có nhận đây là một con Vivo Y93 giá là 1 triệu 500 nghìn. Miễn phí ship được kiểm hàng thanh toán cam kết là mới 100% và cam kết là hàng chính hãng và đủ phụ kiện nha các bác nha. Đây, RAM 6 và 128GB. RAM 6 và 128GB. Nếu mà những cái con này nó là 16GB hay là 32GB thì chắc nó khoảng độ 8-900 đến 1 triệu thôi các bác ạ. Còn em bán tất cho tất cả mọi người là 128 g em bán 1 triệu 500 mới 100%. Bên em có rất là nhiều dòng sản phẩm từ 1 triệu đến 5 triệu. Đấy mà bán em không cần cọc mà các bác được kiểm hàng thanh toán thì các bác không sợ bị lừa hay là sợ bị mất tiền. Đấy. Đây là một chiếc điện thoại Oppo A5s em bán cho tất cả các bác là 1 triệu 650 000 miễn phí ship được kiểm hàng thanh toán pin 4500, màn hình 6.5, ram 6 và 128 GB. Oppo A5s các bác nhá, 1.650.000 miễn phí ship, được kiểm hàng thanh toán có màu xanh như thế này. Và màu Đây gọi là vàng cát và màu hồng nhá. Đấy, máy mới thì nó sẽ có từ hộp này, sạc này, que chọc sim này, ốp này, tai nghe, nói chung là nó đủ hết không thiếu cái gì cả. 128 GB ram 6 128 GB này. Các bác cứ nhận hàng đúng những cái lời mà em quảng cáo thì các bác nhận còn không đúng thì đừng có nhận để tránh cái trường hợp là ví dụ như vận chuyển nó bị đổi hàng này hay là có thể là bị rơi vỡ này hay là có thể bị ăn trộm ăn cắp. Đấy cái vấn đề này nó cũng có thể nó xảy ra nhưng mà tốt nhất chúng ta cứ kiểm hàng rồi thanh toán thì chúng ta sẽ không bị mất tiền cọc và không bị mất tiền gì cả. Chúng ta nhận được đúng cái sản phẩm mà chúng ta đặt đúng không? Đây là một chiếc điện thoại Oppo A3s có 3 màu Đấy, máy mới. RAM 6 và 128 GB, 1 450 000 pin 5.000, màn hình 6.4 inch. Mới thì nó không có cái chuyện là xước khi các bạn nhận máy nhá. Em báo mới là mới, báo cũ là cũ thì anh em yên tâm. 1 450 000 miễn phí ship các bác được kiểm hàng thanh toán không cần cọc thì các bác khá là yên tâm khi mà chúng ta nhận được cái sản phẩm này thì chúng thứ nhất là chúng chúng ta không sợ bị lừa, thứ hai nữa thì chúng ta được nhận đúng cái sản phẩm mà chúng ta đặt, đúng không ạ? A3S 1 triệu 6 à 1 triệu 450 nghìn không còn chỗ nào rẻ hơn đâu kể cả các bạn đi mua những cái máy cũ cũng có 8 900 nghìn rồi mà trong khi đó nó chỉ là 16 hoặc 32 gb còn em bán cho tất cả các bác 1 triệu 450 nghìn mà được 128 gb thì khá là ok đúng không ạ ba màu này nha các bác cứ chọn màu và alo trực tiếp số này kết bạn ngay Zalo cũng được gọi trực tiếp cũng được các bác nhé bên em thì không thiếu bất cứ một cái sản phẩm gì tuy nhiên thì để làm một cái video để quay hết thì chắc chắn cũng hơi khó nó hơi lâu anh em ạ à. nên là anh em phải đăng ký kênh để khi nào mà em làm một cái video mới làm một cái video mới lên thì các bác cùng được nhìn thấy thôi và các bác lựa những cái sản phẩm bên em đây là một chiếc điện thoại iPhone 6 Plus nha không phải là iPhone 6 thường nha iPhone 6 Plus hình thức của máy thì em tính cho con này nó được 90 phần 90 phần trở lên Đấy. Pin của nó là pin 100%, màn hình 6,7 inch, em bán chỉ có 1 triệu 650 nghìn thôi, còn chỗ nào rẻ hơn nữa không? Đấy, nếu các bác có chỗ nào rẻ hơn thì các bác có thể báo với em và em mua lại và em bán lại cho tất cả các bác Thì tại sao nó có cái giá như thế này mà các bác phải biết lựa chọn những cái sản phẩm, thứ nhất Là màn hình nó có phải là màn ZIN hay không? Hay là màn lô hay là màn tàu? Thứ hai Pin nó được bao nhiêu phần trăm? Thứ ba Chất lượng của máy nó còn được khoảng Bao nhiêu phần trăm? Thứ tư nữa Còn vân tay hay không? Đấy như con này tại sao nó rẻ nó mất vân tay pin 100 phần trăm nha mất mỗi cái vân tay thôi có nghĩa là mở khóa bằng vân tay không được Còn ngoài ra thì chúng ta mở khóa bằng mật khẩu các kiểu đều ok đúng không ạ Tại sao nhiều người uh, uh, bảo là sợ mất vân tay mất tác dụng gì chính xác là không mất cái gì đâu Nó chỉ là một cái khóa màn hình thôi các bác ạ Nó chỉ là một cái khóa màn hình thôi còn khi mà chúng ta muốn khóa màn hình thì chúng ta dùng bằng số hay dùng vé cũng được Đấy pin của nó 100% nha màn zin pin 100% hình thức bên ngoài được 90% trở lên có một số chỗ nó cũng có chấm phẩy xước một tí đây này nhưng mà những cái hàng cũ này thì chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá cao các bác ạ em bán chỉ có 1 triệu 650.000 đủ phụ kiện mà lại kèm ốp sạc tay nghe cho tất cả anh em miễn phí ship nữa thì tính ra cũng chỉ có 1 triệu thôi còn chưa đến 1 triệu 6 triệu 3 triệu 4 thôi đấy còn các bác đi mua máy trần người ta bán triệu 1 triệu 2 là đúng thì các bác người ta đâu có kèm sạc kèm tai nghe gì cho bác đâu và ốp yếc gì đâu đúng không Đấy, à, mà pin của nó chưa chắc được 100 phần trăm mà màn chưa chắc được gì nữa à, iPhone 6 Plus nha 1 triệu 600 nghìn 650 nghìn đấy em cân đối từ ba chục cho đến năm chục em tính hết bởi vì em bán rẻ quá thì em lỗ à, nó là như vậy à, đây đây là những cái dòng điện thoại bán khá là tương đối những cái sản phẩm bên em ấy thì con nào cũng bán khá là chạy bởi vì em cũng đã nắm được thị trường bên em bán hàng nghìn con hàng triệu con chứ không phải bán một đến hai cây thì tất cả những cái mã sản phẩm tại sao em bán lúc nào cũng nhiều mã này và những cái dòng này nhiều thì tại sao nguyên nhân gì lý do là những cái bên những cái bên sản xuất ra hay là bên mình nhập về ấy, những cái sản phẩm nào mà nó bán chạy nhất thì em lấy cái sản phẩm đó ví dụ như Sony, uh, Nokia hay là các thứ vân vân những cái sản phẩm nó không trôi nổi thị trường thì em sẽ không nhập đúng không các bác thấy em nhập những con Sony nào thì bây giờ những cái Sony mà đi sửa còn khó ấy. Đấy, không phải là chỗ trung tâm là đi sửa rất là khó mà không có không có ai dùng cơ kể cả Nokia cũng vậy đấy, nó hết một thời rồi à, còn bây giờ nó chỉ có Vivo, Redmi, Xiaomi, Oppo, Samsung, iPhone đấy là những cái thị trường mạnh nhất đây là một chiếc điện thoại Vivo y 20 s nhá em bán 2 triệu 550 nghìn máy mới 100 phần trăm thì các bác nhận được một chiếc điện thoại như sau thứ nhất là pin 5.000 màn hình 6.5 RAM 8 và 256 g nha mới thì nó đủ hộp đủ sạc đủ tai nghe Nói chung là nó không thiếu cái, cái cái, 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 linh phụ kiện gì cả khi mà chúng ta nhận được chiếc điện thoại như thế này Đấy, chỉ có 2 triệu 500 thôi thì chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá cao Đấy, bên em thì bán rẻ nhất cân đối bán toàn quốc mà bán toàn thị trường cơ mà Đấy, các bạn thấy không kênh của em bán hàng ở đây có đến 2 triệu người xem đấy các bạn chỉ cần biết những cái lượng người nó có uy tín hay không em bán như vậy ok chưa thì các bác cũng các tự biết rồi chứ để mà một mình em ở đây em cứ hô mưa hô gió sau đó là báo cho các bác thì chắc chắn là các bác sẽ không tin đâu <laughs> ai cũng vậy thôi bởi vì à, các bạn đã mua với em à, với tôi bao giờ đâu mà các bác chả sợ đúng không nên bên em bán đấy số lượng một ngày bán vài trăm con nhưng em bán cho tất cả các bác là phải uy tín thì các bác mới mua là một và mới xem video của em là hai mới đăng ký kênh của em là ba đúng không Đấy, nếu mà em không uy tín, không chất lượng, không đúng thì không có đến 2 triệu người xem. Oppo A53 người ta bán đến triệu 7, triệu 8. Tôi bán đến 2 triệu rưỡi. Bởi vì tại sao? Tôi không đờ lời, tôi không về bán. Đúng không? À, nhưng mà không phải cho đâu các bác nha. Người ta bán những cái sản phẩm đó nó chỉ là 64GB và 128GB hoặc là 32 gb thôi, còn em toàn là lựa chọn những cái sản phẩm cao cấp nhất bán cho tất cả các bác. 256 gb một chiếc Oppo A53 như thế này. Đấy. 2 triệu 450 000 pin 5 000 màn hình 6.5 RAM 8 và 256 g Oppo A53 nhá. Những cái sản phẩm này đều là máy mới 100% nhá, máy mới 100% cho các bác. Đây em mở cho các bác xem RAM bộ nhớ này. Đây RAM 8, đúng không ram 8 và 256 g ram 8 256 g nhá các bác cứ nhận hàng mà đúng ram 8 và 256 g thì các bác nhận còn không thì đừng có nhận nhá và đây là một chiếc điện thoại a15s a15s nhá các bác nhá Oppo A15s bên em đang bán với giá là 2 triệu 300 nghìn 2 triệu 300 000 miễn phí ship được kiểm hàng thanh toán máy mới 100% Oppo A15s 2 triệu 300 000 màn hình 6,5 pin 5000 RAM 4 RAM 4 và 128GB Đấy, máy mới nguyên hộp nha RAM 4 và 128GB cho tất cả các bác thì những cái tầm tiền nào thì nó của đấy thôi và các bác mà đòi những cái loại 3, 4 triệu, 2, 3 triệu này bằng được cái 8, 9 đến 10, 15 triệu thì không có đâu anh em ạ. À. Đấy là cái việc mà chúng ta cần phải nói bằng thật. Đấy, chứ còn bảo tiền ít mà đòi, thì đòi 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 hàng thơm thì chắc chắn là nó cũng không có uh, bằng được. Nhưng mà ít tiền thì nếu mà so để 1, 2 triệu bạc để sử dụng những cái chiếc điện thoại như thế này là khá là ok rồi. Đấy, còn các bác đã đi mua lẻ lẻ, còn người ta còn có thể là người ta bán cho các bác tầm đâu đó khoảng... Um, triệu dưới 2 triệu các bác còn không biết đúng không Oppo A15s thì 2 triệu 3 Còn A16 em bán 2 triệu 500 Pin 5000 màn hình 6.5 RAM 6 và 128GB nha RAM 6 128GB em bán chỉ có 2 triệu 500 nghìn Oppo A16 nha 2 triệu 500 nghìn không hề đắt đâu các bác ạ Các bác yên tâm khi mà các bác lựa chọn những cái sản phẩm bên em Thì là là những cái nơi mà uy tín nhất à Đấy em không phải là bán một đến hai cây hay là ba cây bắt các bác đặt cọc mà bên em bán vài, vài trăm đơn hàng ngày hàng nghìn con mà em không cần cọc mà được kiểm hàng thanh toán thì chúng ta không mua thì chúng ta còn đi tìm những cái nơi nào mà để mua đấy đúng không em nói rõ mà đấy chứ nhiều người cứ bảo là sợ là em lừa tôi chỉ sợ các bác lừa tôi chứ tôi không bao giờ lừa được các bác tại sao em không bắt các bác cọc một nghìn nào đúng không em không bắt các bác cọc một nghìn nào thì thì lừa kiểu gì đúng không Đấy, thì không lừa được rồi nếu mà em bắt các bác cọc tiền sau đó em bùng cọc các bác thì chắc chắn là cái vấn đề đấy thì có thể là sợ bị lừa còn em không cần cọc mà được kiểm hàng thanh toán thì không lừa được cái gì cả Oppo A57 các bác nghiên cứu xem còn chỗ nào bán rẻ hơn không em bán chỉ có 2 triệu 500 thôi pin 5000 màn hình 6.5 RAM 6 và 128GB máy mới nha các bác nha máy mới nha em bán trên online em bán toàn quốc chứ không phải là nếu mà một mình bác với em ngồi ở đây thì em có thể lừa bác để mua cái sản phẩm này còn em bán đăng lên toàn quốc thì em cũng phải cân đối giá trên thị trường là làm sao nó hợp lý nhất và có thể có nhiều người mua nhất Đấy, thu lợi nhuận ít thì mới được lãi nhiều đúng không mình bán một cây ăn 100 đến 200 nghìn thôi thì mình bán được mười mấy cây thì mình cũng được khoảng hai ba triệu nếu mà mình lấy đắt thì một ngày bán một con thôi còn chưa được Đấy nó là như vậy ấy. Nên bên em mới có nhiều như thế này chứ còn không thì để... Nếu mà em mà không đúng hàng thật Hàng giả hàng nhái thì chắc chắn Em không phải tự nhiên Mà nó đầu đất mà mua những cái sản phẩm này Về để đem gì Đúng không Đấy. Con này là RAM 6 cộng 4 Thành ra 12 à ra 10 nhá Android của nó là 12 chấm Và con này nó là 128GB Đấy, 128 gb các bác ạ. A57 2 triệu 500 thôi. Có màu đen, màu xanh, màu vàng. Đấy. Màu thì nó chả quan trọng đâu Đấy. Thật sự ra màu thì không quan trọng các bác Màu thì các bác muốn đổi màu thì các bác đi về nhà mà các bác đi mua những cái Một cái ốp màu khác thì nó chuyển sang màu khác ngay chứ có gì đâu Đây là một chiếc điện thoại Oppo A31 Máy mới nguyên hộp 100% Em bán là tất cả mọi người là 2 triệu 150 nghìn 2 triệu 150 nghìn Có 3 màu nhá Màu đen, màu đỏ và màu xanh nhạt như thế này <laughs> thì em bán là tất cả các bác là 2 triệu 150 nghìn các bác nhận một chiếc điện thoại mới 100 trăm và pin 5.000 màn hình 6,5 và con này nó là RAM 8 nha RAM 8 và 256 gb các bác để ý này Đấy. em nói được thì em phải bán cho các bác bằng được bởi vì em nói đúng thì các bác mới lấy bởi vì em không đặt cọc cơ mà nếu mà cọc thì bảo là à, mình muốn nói thế nào thì nói đúng không còn đây không cọc kiểm hàng thanh toán thì em cũng phải quảng cáo đúng thì các bác mới nhận đúng không? A31 256g chỉ có 2 triệu 150 000 thôi thì rẻ hơn cả rau muống. Tất nhiên trên thị trường trăm người bán thì vạn người mua. Đấy, không biết là ông nào mua tốt, ông nào là những cái thằng thật, ông nào là những cái thằng giả thì tôi không biết. Đấy, kể cả các bác cũng nghĩ tôi như vậy thôi, cứ nắm cứ mồm nói thì nói vậy chưa chắc hàng tôi là hàng thật đúng không? Nhưng mà em nói các bác nó thị trường thì nó có rất là nhiều những cái nơi mà người ta bán một cây hai cây thì tôi không biết nhưng mà người ta vẫn bắt cọc mà tại sao tôi bán nhiều mà không cần cọc đúng không mà kênh của tôi nó có đến 2 triệu người xem và hàng mấy chục nghìn người để đăng ký kênh và một ngày bán vài trăm đơn đấy thì có uy tín không à, còn để mà không uy tín nữa thì chịu <laughs> đây là một con Oppo A9 nhé A9 em bán cho các bác là 2 triệu 800 Pin 5000 màn hình 6.5 RAM 8 và 256 GB miễn phí ship máy mới nguyên hộp 100%. Đủ phụ kiện. Đây, RAM 8 và 256 GB. Đấy, nhiều người cứ bảo là sợ tôi nói nhiều quá thì à, à, tôi là những cái người quảng cáo đều nhưng mà thực tế ra nha. Tôi người những người kinh doanh, người mua bán là phải nói. Còn nếu có cái chỗ nào mà nói sai, mong tất cả các bác thông cảm và bỏ qua. Đấy. À chẳng nghĩa là tôi bán hàng không cho tôi nói đúng không nói được càng tốt sợ không không nói thì mới dở chứ còn nói được thì tốt quá đây là một chiếc điện thoại Redmi C 13C bên em bán với giá là 3 triệu 7 có màu đen và màu xanh như thế này Đấy. màu đen và màu xanh máy là máy mới nguyên hộp nha máy mới nguyên hộp luôn đủ phụ kiện cho tất cả các bác luôn mới thì nó không thiếu cái gì cả như con này là chưa bỏ tem siêu hết này đằng trước em cũng chưa bỏ ra nhá nó đã gắn cái hết cái thông số nó ở đây màn hình 6,74 Đấy, pin con này 5000 hỗ trợ sạc từ 18 w trở lên RAM của nó là RAM 8 cộng 2 thành RAM 10 256 g em bán 3 triệu 700 nghìn miễn phí ship máy mới nguyên hộp 100 thì không còn chỗ nào để mà nói là rẻ hơn hay đắt hơn rồi em cũng đã cân đối giá toàn quốc và toàn thị trường để cho tất cả các bác rồi bên em có rất là nhiều cái sản phẩm nha Oppo Redmi Xiaomi iPhone, Vivo Nói chung là đủ tất cả các mã Tuy nhiên thì để làm một cái video này Mà em quay cho tất cả các bác hết Thì chắc chắn sẽ không hết được Đấy. Nên là anh em cứ đăng ký kênh Rồi thì là Khi nào mà em có những cái sản phẩm mới Thì em lại đăng tiếp cho tất cả các bác Đấy. Để mà một lúc này thôi Mà chúng ta quay hết tất cả các sản phẩm Thì chắc chắn là hơi khó Anh em ạ đây là một chiếc điện thoại em bán chỉ có 2 triệu 650 nghìn thôi thì là đây là một chiếc điện thoại Oppo A73 nhá, RAM 8 cộng 5 thành ra 13. Và 128 GB thôi, 128 GB. Đấy, RAM cao bộ nhớ cao. Em bán tất cả các bác với giá là 2 triệu 650 nghìn miễn phí ship mà được kiểm hàng thanh toán các bác nhé. À, máy mới nguyên hộp. A73 5G 2 triệu 650 nghìn. Đấy, RAM 8, à, pin 5 nghìn, màn hình 6, 5. 2 triệu 650 nghìn miễn phí ship được kiểm hàng thanh toán các bạn các bác không còn đi đâu mà tìm được chiếc điện thoại Oppo A73 này bán với giá chỉ là 2 triệu 650 nghìn đâu Đó là em dám công khai và nói rõ cho tất cả các bác là như vậy Chứ nhiều người không tin em bán hàng ấy thì uh, uh, Nhiều người bảo là sợ bán rẻ quá là hàng giả hàng nhái Nhưng mà thực tế thì nếu mà hàng em hàng giả hàng nhái thì em không dám bắt cho tất cả các bác kiểm tra À, em phải bắt các bác cọc đúng không bên em bán không cần cọc nếu mà các bác nhận nó đúng thì nhận nó không đúng thì thôi đúng không ai bắt các bác đâu Đây là một chiếc điện thoại Poco 65 nhá Poco 65 máy chính hãng luôn 3 triệu 900.000 thì các bác nhận được một chiếc điện thoại như sau thứ nhất là pin 5.000 màn hình 6,7 inch ram 8 và 128G máy mới nguyên hộp đây thông số nó đã ghi rõ ở trên màn hình đây ạ các bác kiểm tra thoải mái rồi thanh toán Em bán chỉ có 1 à, 3 triệu 6 3 triệu 900 3 triệu 900 nghìn Poco 65 nha các bác nha Máy mới nguyên hộp Em toàn là lựa những cái sản phẩm mới Và sản phẩm đẹp để em bán Chứ còn bây giờ nếu mà để mà chúng ta nói những cái sản phẩm mà uh, Rẻ thì chúng ta không dám nói Nhưng mà em nói cho các bác là nó cũng phải tương đối thì chúng ta mới uh, dùng được Chứ còn nếu mà chúng ta mua những cái sản phẩm nó giá nó chỉ nó thấp quá thì nó sẽ không tốt đâu. Đây là một chiếc điện thoại C33 có 3 màu xanh và màu bạc và màu đen nhá, em bán tất cả các bác chỉ có 3.500 3.350.000 máy mới nguyên hộp luôn. Pin con này 5.000, màn hình 6 7 inch, RAM 8 và 256GB. RAM 8 và 256GB. Máy mới nguyên hộp 100% nhá. <laughs> mới nguyên hộp luôn. Đấy nếu mà các bác lo là những cái sản phẩm bên em là hàng giả hàng nhái thì em sẽ test cho các bác xem này sao thăng 06 thăng đây là những cái email và series của chiếc điện thoại này Đấy, các bác cứ kiểm tra nhanh là sao thăng 06 sao thăng 06 thăng như vậy là nó hiện email là đúng nếu mà nó hiện chữ là không đúng là không có email nó là một cái máy gì tôi không biết Đấy, nhá nhiều người đây toàn là bị lừa Đấy, c33 nhá có ba màu nhá nhiều người toàn bị lừa đó mà, bị lừa tại sao? Bị lừa kiểu gì? Lừa là lừa cái kiểu là thứ nhất là hàng sách tay, thứ hai nữa là hàng độ vỏ, thứ ba nữa là hàng lỗi. Lỗi chứ không phải là không dùng được. Lỗi nó vẫn dùng được. Ví dụ như chúng ta có một cái chức năng máy tính không được chẳng hạn, hay là một có một chức năng Zalo nó không vào được, hay là có một chức năng là nhắn tin không được. Đấy, nó chỉ lỗi một cái thôi. Thì khi mà chúng ta nhận máy, chúng ta đâu có biết được những cái đấy đâu. Chúng ta đâu kiểm tra hết trong một lúc được, đúng không? Thì nhiều người toàn bị lừa như vậy. Đấy. Nên là nhiều người không biết cứ thấy bảo, ô thằng kia nó bán rẻ hơn thằng này có gấp đôi. Thế tự nhiên mà tôi mua con máy người ta bán 2 triệu mà tôi bán 4 triệu thì tôi bán cho ai? Phải không ạ? Các bác phải hiểu vấn đề này. Còn cái việc mua bán thì tất nhiên thì ai cũng muốn lấy nhiều. Đấy. còn em bán như thế này thì không cần phải lấy nhiều. Techno 10 nha, em bán 3 triệu 900 000 Pin 5 000 màn hình 6,7 inch. RAM 8 cộng 5 thành ra 13 và 128 GB y hệt iPhone 13 Pro Max nha. Đây, Đấy, à, mới nguyên hộp nha. Tích nô 10 nha. Nói chung thì nhiều sản phẩm lắm đây này. Đây là con Mi Redmi 12 màn hình 6.7, RAM 8 và 256 GB, 3 triệu 700 000 pin 5 000 Redmi 12 nha các bác nha, màn hình 6.7, RAM 8 và 256 GB, máy có máy mới 100% nguyên hộp luôn. 256 g em mở cho các bác xem này nói chung là để mà nói ở đây ấy, thì để cho tất cả mọi người để 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 để, để à, tin mình thì rất là khó làm dâu trăm họ mà còn tất nhiên thì có thằng thì bảo thằng này nó nói nhiều thằng này nó bốc phét thằng này nó lừa đảo thằng này nó hàng nó không chính hãng tao mua rồi nọ kia kia mà thực tế thì nghìn người vài nghìn người thì có một người nói thôi thì các bác biết là cạnh tranh như thế nào tôi không biết hay là người mình hay nói như thế này thì khó chịu cho các bác thì các bác lại chửi mình cũng không biết đấy ram 8 cộng 1 nhá con này là 256 g mới nguyên hộp 100 phần trăm nha được kiểm hàng thanh toán đây như thế này là đẹp chưa như thế này là đủ đẹp rồi đúng không ạ nó là máy mới thì chúng ta quay nữa thì nó cũng chả có chỗ nào mà quay nữa đâu nó chỉ quay cơ bản là cho tất cả các bác là như vậy thôi đây là con uh, Redmi 12C nha Màn hình 6.7, RAM 4, 64GB, em bán có 2 triệu 8, pin 5.000. Mới nguyên hộp nha các bác nha. Máy mới 100%. Đấy, máy mới 100% luôn cho tất cả mọi người. Con nào bảo mới thì em bảo mới. Con nào bảo cũ thì em bảo cũ thôi. Chứ còn bây giờ chúng ta làm ăn xã hội cạnh tranh rất là nhiều. Đấy, nên là chúng ta cũng cần phải có một cái thương hiệu uy tín bán được tất cả các bác cũng thu tiền từ các bác bằng thật nhưng mà em cũng phải bỏ ra một cái sản phẩm nó cũng khá là tương tương ứng với đồng tiền của các bác chứ còn nếu mà để mà chúng ta nói 2 triệu bằng 20 triệu thì không bằng được đúng không nhưng mà nói được thì chúng ta phải làm được đấy và thu tiền từ các bác bằng thật lợi nhuận từ các bác bằng thật thì em cũng phải bỏ ra một cái sản phẩm nó phải tương ứng tương đối cân đối với cái số tiền của các bác bỏ ra không quá đắt và cũng không quá rẻ đúng không ạ đây là con Tecno 20C nhá, màn hình 6.7, RAM 8 và 128 GB, 3 triệu 700 000 pin 5 000 nhá. Còn con này là Tecno 10 nhá. Tecno 10, đây này nó chênh lệch cái RAM của nó này thì nó mới giá nó lại cao hơn 200. Đấy, máy hình như là như nhau y hệt. Đấy, nó chỉ có cái đốm ở đây một tí thôi. Cái 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 cái, cái, cái chấm ở đây. Đấy, y hệt nhá. Nói chung là tiền nào của nấy, trước khi người ta sản xuất ra người ta không bao giờ cho nó lỗ đâu, người ta toàn nó lấy lãi thôi các bạn ạ. Đây này Đây là con Mi 10 mà nó đắt kinh khủng 3 triệu 900 mà nó chỉ 64GB thôi Đấy Redmi 10 3 triệu 900 Pin 5000 màn hình 6.5 RAM 4 64GB Máy mới Đấy, Chính hãng luôn Đây kiểm tra các bác xem Tất cả những sản phẩm bên em là đều là chính hãng hết Các bác không lo về những cái Vấn đề là không chính hãng nha Đấy, Đây này Bây giờ mà em mà bỏ hàng tàu nha đây mà bán thì có thôi rồi không? có vài nghìn cây rồi đấy các bác xem video nhiều các bác không biết của em có bao nhiêu cây điện thoại này có bao nhiêu dòng thì các bác cũng có tự nắm được cơ bản một phần đây là con Vivo i11 1 triệu 950 nghìn em bán được tất cả các bác là 1 triệu 950 nghìn Vivo i11 nhá Uh, à, pin 5000 màn hình 6,4 inch RAM 6 nha RAM 6 128GB máy mới nguyên hộp 100% máy mới nguyên hộp 100% miễn phí ship các bác được kiểm hàng rồi thanh toán À, kiểm tra đúng cái sản phẩm mà em quay em quảng cáo thì các bác nhận còn không thì đừng có nhận nha đây là ram 6 128g nếu con này nó là 64g thì nó đâu đó khoảng độ triệu 7 đến triệu 8 nếu con này là 32g nó tụt một phát xuống triệu 3 triệu 4 con này mà là 16g nó chỉ là tầm triệu 1 đến 900 thôi nên là nhiều người cứ toàn bị lừa quảng cáo máy ram bộ nhớ cao nhưng mà khi nhận hàng thì lại là cái ram bộ nhớ thấp và cái màn nó là màn lô màn tàu linh tinh cả người ta độ vỏ linh tinh những cái những người ấy, người ta không sử dụng điện thoại quen đấy người ta sẽ không biết được là màn nó là màn gì kể cả các bác làm vỡ mà các bác đi thay cũng không biết là nó là màn lô người ta gọi là màn tàu lô là màn tàu đấy, hay là màn zin nên là chúng ta toàn bị lừa là như vậy đấy, nhiều người ấy cũng vừa mới đặt qua mạng về đến trước cửa nhà là đổi ngay đấy. vì không đổi thì đâu có dùng được đâu thì chúng ta chả phải đổi đi à, đúng không đây là một con Oppo F9 F9 Pro nhá 1 triệu 950 nghìn quá đắt phải không ạ không phải là đắt đâu các bác lưu ý để ý này thứ nhất là pin 5000 thứ hai là màn hình 6,5 RAM của nó là RAM 8 và 256GB RAM 8 và 256GB pin 5000 đây ạ à, em mở cho các bác trực tiếp nó em có màu xanh này và màu xanh này nhá đây đây đây, đây. của nó đây đây đã có hai màu như thế này em mở ra một con để cho các bác xem thôi chữ rất to ram 8 này 256 gb máy đều là hai sim và 2 sóng nhá mọi người nhá bán như vậy thì quá rẻ 1 triệu 950 nghìn thì không còn chỗ nào mà đòi hỏi mà đắt hơn hay rẻ hơn rồi đây là những cái điện thoại Oppo A74 74 thì em bán cho tất cả các bác là 3 triệu 150.000 3 triệu 150.000 150 máy mới RAM 8 và 256GB Pin 5.000 nha các bác nha Pin 5.000 màn hình 6.5 inch Đây ạ à, RAM 8 cộng 3 thì ra 11 Phiên bản Android là 12. chấm RAM à, 256GB A74 5G Đấy miễn phí ship Các bác được kiểm hàng thanh toán để chúng ta Không sợ bị lừa hay là bị mất tiền Mà hay là không phải là À, nhận đúng cái sản phẩm rồi đấy các bác không lo vấn đề đấy rồi đấy, bên em bán thì uh, thứ nhất là cam kết với mọi người là hàng chính hãng và được kiểm hàng thanh toán thì chúng ta không phải lo đây là những con Oppo trên thị trường khá là tương đối là nhiều và người ta dùng rất là nhiều và những cái dòng này tất cả những sản phẩm này dòng linh kiện phụ kiện thay màn các kiểu nó cũng ok nó không quá đắt chỉ có bốn 500 trở lại thôi Nếu bên em thay còn các bác mà đi cửa hàng ngoài kiểu dính dính khoảng triệu đến triệu mốt đây là con Oppo A93s RAM 8 và đây con này là bao nhiêu ghi đây kiểm tra cho rõ chứ tí lại lúc RAM 8 bên ngoài thì người nọ người kia ghi để đôi lúc cũng hơi bị nhầm RAM 8 và 128 gb RAM 8 và 128 gb pin 5000 em bán chỉ có 3 triệu 350 nghìn thôi 3 triệu 350 nghìn miễn phí ship cho tất cả mọi người nha Đấy. Các bác xem video thì đừng quên đăng ký kênh các bác đăng ký ngay để làm gì để khi mà em có cái sản phẩm mới thì em sẽ đăng tiếp cho tất cả các bác không phải là cái sản phẩm mới thì cả cái sản phẩm tiếp theo Ví dụ như hôm nay Samsung chưa đăng này iPhone chưa đăng này Vivo chưa đăng này Oppo cũng chưa đăng hết này máy tính bảng laptop các thứ chưa đăng này bởi vì là nó video nó dài quá nên chúng ta không thể làm một phát là quay hết được Đây là một con Oppo A76 5G nha màn hình 6,7 inch RAM 8 và 128 GB em bán cho tất cả mọi người 3 triệu 500 nghìn miễn phí ship được kiểm hàng thanh toán nha 128 GB con này mà nó là 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 256 GB thì chắc nó phải lên 4 triệu mấy RAM 8 và 128 GB này A76 nhá máy 2 sim 2 sóng mới 100% miễn phí ship cho tất cả các bác khi mà các bác đặt hàng thì cảm thấy chúng ta mua thì chúng ta đặt Mà chúng ta không mua thì chúng ta không nên đặt Bởi vì tại sao tôi không phải là tôi nói để uh, che mắt hay là bịp bợm Các bác phải làm gì Các bác không mua thì các bác đặt đi ấy, Thì các bác làm ảnh hưởng những người giao hàng Chứ không phải là ảnh hưởng đến tôi Đúng không ạ Đấy Oppo K9S Màn hình 6.7 RAM của nó 13 Và 256GB pin 5000 Em bán 3 triệu 900 nghìn 3 triệu 900 nghìn miễn phí ship nha Được kiểm hàng thanh toán các bác ạ Các bác yên tâm chưa Đây RAM 8 cộng 5 Thành 13 Android 12 chấm và 256 g K9S nhá Máy mới nguyên hộp đủ phụ kiện cho tất cả mọi người hết Máy như thế này mà các bác không lấy thì tôi cũng chịu luôn Chỉ có 3 triệu 900 cho đến 4 triệu Mà các bác muốn mua Mà các bác muốn cọc Là cọc những cái sản phẩm này này Em bán tại cửa hàng là em bán à, 5 triệu Đây là những cái sản phẩm nó ra cũng khá là lâu Đấy Có hai màu như thế này Màu đen và màu à, Đây là như kiểu màu cà phê Đấy à, Em bán cho tất cả các bác Tại sao bán đến 5 triệu tại cửa hàng Mà bán online là bán 4 triệu 500 Thì những cái sản phẩm này nó có ít thôi anh em ạ Nó có ít nhưng mà các bác phải cọc nha còn tất cả mọi cái sản phẩm là không cần cọc. Mà những cái sản phẩm tại sao phải cọc mà nó ít quá nên các bác đi các bác không lấy thì phí cho những người sau. Em bán tất cả các bác là 4.500 màn hình 6.7 RAM 8, 8 và 512 GB. <laughs> 512 GB nha. Samsung Galaxy Note 9. Đấy, 512 GB, em kiểm tra cho các bác này. Đây là những cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng để lưu trữ hay là quay video thì thôi khỏi bàn bởi à, vì nó lưu được rất là nhiều nhá kể cả tôi cũng đang quay một cái video nốt chín đây đây ạ năm trăm mười hai đây đây nếu các bác không tin thì em quay cái camera ngược lại cho các bác xem nhá ở đây có phải là cái cái con này có phải là nốt chín đâu Đấy, các bác nhìn cái mắt cam nó đây Đấy, nó là 512 trăm mà em quay cho các bác xem hàng ngày đây đúng không 4 500 năm các bác cọc 500 thì gửi cho các bác nha nhận máy thanh toán tiếp 4 triệu nữa là ok Đấy, máy là đủ phụ kiện nha ốp sạc tai nghe đầy đủ hết bởi vì tại sao phải cọc có nghĩa là nó ít ít máy nên là em phải cọc bởi vì không cọc thì đôi lúc có một số bạn thì chỉ có đặt chơi thôi thì cũng dở lắm anh em ạ à. đây có những cái hàng chống nước này Đấy, những cái hàng chống nước này nốt 10 nốt 10 GE nốt 10T nó là một thôi anh em ạ em bán lên tất cả các bác là 3 triệu 500 nghìn 3 triệu 500 nghìn thì các bác nhận được một chiếc điện thoại như sau thứ nhất là pin 5 nghìn màn hình 6,5 RAM 4 và 64G phù hợp cho tất cả các bác ở vùng biển hay là đi làm phụ xây phụ hồ chúng ta sử dụng những cái chiếc điện thoại này là khá là ok bởi vì tại sao nó là chống nước 100 nếu các bác không tin thì các bác có thể là nhúng xuống nước trước khi nhận hàng nếu mà nhân viên không cho nhúng xuống nước thì các bác có thể là 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 bảo nhân viên điện cho tôi và tôi sẽ cho ghi âm của gọi đấy lại bởi vì những người giao hàng người ta không biết là nó là máy gì nên tự nhiên bảo cho vứt xuống nước thì ai trả sợ đúng không? Đấy, còn nếu mà nó chết tôi chịu các bác cũng không phải chịu một đồng nào. Đấy. Những cái sản phẩm này là được rồi nếu mà khi mà chúng ta đi làm phụ xây phụ hồi dùng như thế này là nó sẽ không thứ nhất là đã nước không vào thì nó sẽ không bị ám màn nó không bị đốm không bị ám màn thứ hai là nó sẽ không có hơi ở trong nó không có mồ hôi một kê nước vào trong nên là cái mên máy của nó sẽ không bị mốc Đấy, không bị mốc và không bị hỏng nó không bị uh, nóng máy chập đinh tinh cả Đấy. Cái sản phẩm này trừ trường hợp là các bạn làm rơi vỡ thôi còn ngoài ra thì quá là ok rồi Đấy. đây là một chiếc điện thoại t -cell, màn hình 6,7 ram 4 cộng 4 thành ram 8 và một À, và 64g thì sao 406 nhé em bán 3 triệu 100 nghìn pin có này 5.000 nha các bác nha mới chính hãng luôn pin 5.000 Đấy, 3 triệu 100 nghìn các bác nhận được một chiếc điện thoại như thế này thì thôi khỏi bàn nhá em bán giá cực rẻ thôi cân đối bán rồi nói cái chữ cân đối nhiều cái câu cân đối nhiều tí là thành như kiểu ông Dương cân đối ấy, thì chết rồi bây giờ em à... Giới thiệu cho tất cả các bác một số cái dòng sản phẩm từ Samsung. Đấy. Samsung A31. Màn hình 6.5, RAM 6 và 128 GB. <laughs> máy còn có giấy bóng tem siêu còn nguyên nha Kèm đủ phụ kiện cho tất cả các bác chỉ thiếu mấy cái hộp thôi. thì thiếu mấy cái hộp thôi còn tất cả ra để đủ hết, máy này máy 99%. Đây em sẽ mở cho tất cả các bác những cái thông số của nó đây RAM 6 và 128 g Đấy. 3, à, 2 triệu 750 nghìn miễn phí ship cho tất cả các bác hết nha được kiểm hàng thanh toán chúng ta không lo bị lừa anh em yên tâm bên em thì uh, điện thoại thì cũng khá là nhiều đấy để mà quay chắc phải hết một buổi thì mới hết được chứ còn để mà quay một cái video ngắn ngắn thì không hết được đâu thì các bác cứ đăng ký kênh đi đăng ký kênh và kết bạn ngay Zalo Đấy, Con Samsung A50 2 triệu 150 nghìn 64GB Pin con này nó chỉ là 4.000 thôi các bác nhá máy cũng đều là 99% Đủ phụ kiện cho tất cả các bác hết Đấy, Đủ phụ kiện ốp sạc tai nghe 2 triệu 150 nghìn Àm thì qua đây thì thời gian nó cũng khá là dài nên là đăng lên nó rất là lâu. Thì chắc là em cũng phải tắt máy ở đây. Còn A56 này, A95 này, A79 này. Đấy, ôi trời còn rất là nhiều lắm, còn chưa quay I19, I21 rồi thì là F7 rồi gì. A55, A55S. Đấy, A94, 9 mấy Geno các thứ được chưa 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 quay được bởi vì vẫn còn ở đây nhá trong này đang còn rất là nhiều nhưng mà thời gian nó khá là dài nên em chắc phải dừng video ở đây thì các bác đừng quên đăng ký Kênh là một chia sẻ ngay video bạn không mua thì hàng xóa mua còn bạn mua rồi thì bạn có thể tham khảo tiếp đúng không còn à, gọi trực tiếp này kết bạn Zalo này Đấy, nếu mà không được thì à, chúng ta có thể nhắn tin thường này bởi vì đôi lúc có rất là nhiều người gọi nên là nó bị trùng của gọi với nhau nên đến lúc các bạn gọi cứ bảo là thằng này gọi không nghe bán hàng chỉ câu like thôi không phải đâu ạ do trùng giờ của các bác đăng à, tôi tôi à, đang nghe cuộc gọi khác ok cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo đừng quên đăng ký kênh chia sẻ những video cảm ơn mọi người